Hi, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Ante Channel. Và đây là cái sự kiện các bạn có thể nhận được Titan. À, Titan băng và Titan lửa một cách miễn phí luôn. Đây, các bạn cần phải mở những chiếc rương. À, những chiếc rương này các bạn kiếm ở đâu? Các bạn hãy kiếm ở trong cái event này. Đây, rương băng là sẽ nhận được Titan băng và rương lửa. Đâu rồi? Đây rồi. Rương lửa này các bạn có thể nhận được Titan lửa nha mọi người. Wow, hiện tại đó thì mình đang nắm trong tay đó chính là 700 mấy chục điểm đúng không? Bây giờ mình sẽ đi mở thử cái rương băng xem biết đâu may mắn không. Mặc dù Titan băng và Titan lửa thì mình đã có hết trơn rồi. Bây giờ thì mình đập rương nè. U la la, 121.000 thức ăn. Không phải là điều mình mong chờ cho lắm, nhưng mà không sao, tiếp tục năm. Đây là một cái sự kiện hoàn toàn mới luôn, để sở hữu được những cái em vô cùng VIP mà không tốn tiền. Wow, bây giờ thì hết điểm để chơi rồi, chúng ta sẽ bước vào cái khu vực quan sát một xíu. À, hôm nay mình sẽ làm về cái con Titan, gọi là Titan lửa nha các bạn. Đây, có còn ai thương yêu tôi nữa hay không? À, chú Titan lửa của chúng ta đây, một cái vẻ đẹp mỹ miều huyền thoại. Khi vuốt ve thì các bạn thấy chưa, lửa được bốc lên cao. Wow, vô cùng đẹp và hấp dẫn. Bây giờ chúng ta sẽ mang thử cái em này đi review nhẹ cho các bạn xem nha. Sau một cái khoảng thời gian vắng bóng, anh ấy vẫn chưa lên được chữ A cộng. Hiện tại thì chú ấy chỉ nằm ở cái mức chữ A thôi. Mình sẽ khều nhẹ một cái. Wow, đây là bé Titan lửa của mình. Và các bạn có cái tên nào hay có thể comment bên dưới video để anh ta sẽ đổi cái tên nha. Mình sẽ đổi cái tên cái bé này. Mình sẽ đặt nó là gì ta? Lửa địa ngục. Hấp dẫn không? Wow, bây giờ thì bộ giáp của mình đã bị phá hủy do cái anh bạn khủng long này rồi. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ nhờ tới con trâu, một trong những em có cái lượng máu cao và đủ khả năng để chịu những đòn sát thương cực khủng đến từ tên bạn luôn. Wow, còn bây giờ một anh bạn thiên lý mã là con ngựa trời đây, level 36 thôi, nhưng mà mình sẽ nhờ tới kỳ lân nha mọi người. Anh em đều biết rồi đó, kỳ lân là một trong những cái loài có sức mạnh khá là bá đạo. Với cái xung điện cực khủng thì chỉ cái hit nữa thôi là chúng ta hạ được rồi, chắc với các bạn luôn. Wow, 41.000. Khi anh ấy được đạp thì đúng là không phải dạng vừa rồi. Thành viên tiếp theo level 92. Oh my god, 92 nha các bạn, hơn mình 7 cấp luôn. Wow, ở đây thì Titan lửa của chúng ta đang được tăng sức mạnh, và thành viên tên bạn là bé Brutti level 40 và lượng máu lên tới 72. Wow, một pha lăn tròn nhẹ thêm cái nữa nha, bồi dưỡng luôn, khá là căng. Và bây giờ mình sẽ nhờ tới Titan nha. Điều em mong chờ sẽ đến. 31k, lượng sát thương khá là chuẩn luôn. Và các bạn nhìn hiệu ứng xung quanh cái chú Titan lửa của mình xem, có những cái đốm lửa nhỏ nhỏ li ti và nó đang tạo ra một cái luồng ánh sáng khá là đẹp mắt. Nhã nhẹ bé Fruity đến từ tên bạn, đây là một cái dạng pháp sư và mình đang up con này các bạn ha. À, trong khoảng thời gian tới thì chúng ta sẽ có thêm cái bé này nữa để review cho các bạn xem. 15k là lượng sát thương đến từ Titan. À, những đốm lửa li ti vẫn đang được thi triển xung quanh người, và khi mà chúng ta sử dụng chiêu thì nó còn lan rộng ra hơn nữa cơ. Và bây giờ mắt mèo hoặc Alexander. À, một màu đen, con này là hệ mặt trăng thuần chủng. Wow, sau hai hiệp đại chiến thì chúng ta đã hoàn toàn giành được chiến thắng, và đây là hiệp thứ ba. Cùng nhau chờ đón đội hình tiếp theo của nào. Hai ngôi sao vàng đến từ bạn Cross. Như vậy sao nhỉ? Kỳ lân sẽ cho đấu với kỳ lân chứ hả?
trước khi đấu thì mình cưa cẩm nhẹ trước cái đó, lấy lời. Wow, đây là cà phê pha sữa hả mấy? Hai màu gọi là màu xanh và màu trắng được trộn trộn hòa, một nửa này nửa bên kia. Đây là thành viên GP với hai ngôi sao vàng lấp lánh luôn, đẳng cấp Legend Daisy. Hôm nay phim về em cho nên mấy anh đừng có cản em, mấy anh hãy để em thể hiện cái khả năng của mình xíu anh ạ. Căng dễ sợ chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ lấy sức mạnh đến từ anh bạn Kỳ Lân. Wow, Queen nhẹ. À, mình hạ được 3 hiệp rồi, khá là ok chứ hả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi thu hoạch ít vàng. À, mình quên nữa, chúng ta sẽ đi làm được cái nhiệm vụ nha các bạn. Đây, làm nhiệm vụ thi để kiếm điểm. Queen trong West 2 trận trong Arena. Rồi, bây giờ mình sẽ lao vào khu vực Arena, luộc luôn 2 trận đúng không nè. Ồ, ở đây nó cho thiếu Titan lửa rồi. Hôm nay em làm về hệ lửa mà, mà các bạn lửa không được vô đây. Bật cái chế độ sinh tồn lên và anh bạn trẻ trâu của chúng ta đang lao ra, lượng sát thương là 18.000. Tiếp chiêu. Ôi trời ơi, 20 luôn. What? Trẻ trâu đã bị hạ rồi, mặc dù chúng ta đang được đam nhưng mà cái bé này là Snapper Legend Daisy 4 hệ cho nên khá là khó khăn. Nessie đang lao ra và anh ấy đang thả thính. Oh my god, gãy bộ giáp rồi. Thành viên thứ 3 đến từ tem bàn chỉ là cấp C thôi. Titan mọc đi. Sức mạnh của Titan mọc thì các bạn đã thấy rồi đó, level 40 và đã mát được chữ A rồi. Ở cái vùng này còn mấy ai là đối thủ của tôi nữa. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh HNT Channel thì hãy bấm vào cái nút đăng ký kênh nha, màu đỏ đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh. Còn ai mà chưa có bật thông báo thì nhớ bật cái thông báo lên, để khi mà mình ra video hay là livestream thì mọi người sẽ đều nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui. Wow, và đừng quên like ủng hộ mình với nha. Còn anh em nào mà chưa nhận được thông báo thì cứ vào lúc 11 giờ trưa và 5 giờ chiều, đó là 2 khung giờ mà mình ra video mỗi ngày. Các bạn chỉ cần lên YouTube gõ HNT là sẽ ra những cái tập mới nhất luôn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với bánh gạo sumo, hay còn gọi là cái gì đây? Ở thành viên này full phi à. Đặt cái tên này thấy cũng phi thiệt, y như cái thùng phi luôn, cái bụng nó chạm ba luôn các bạn à, nhìn rất là hoành tráng lệ luôn á. Wow, 39, và đây sẽ là anh bạn cái gì Alexander nữa hả? Lại là tiệc chiêu quýnh ba em cùng một lúc, mình rất là ức chế cái chiêu này, chơi lầy vô cùng các bạn à. Nè, nó quýnh ba con luôn, mất giáp của mình là mất vui. Thôi chạy vô thôi, đứng ở ngoài quýnh mình hết. Đó, và đây là sức mạnh của Titan băng, mới có level 33 thôi. Ghost Card, và chúng ta hạ được rồi. Quýnh nhẹ. Wow, hiền cáp. À, bạn này là người Việt Nam, Made in Việt Nam. Ở thấy người Việt Nam là hốt liền luôn. Chơi cho nó vui chứ lâu lâu mới gặp được người Việt, mà giống như là đi qua nước ngoài mà mình chơi mình gặp người Việt mình vui vậy đó. Chơi game cũng vậy luôn. Vô trong đây mà các bạn gặp được người nước ngoài, gặp được người Việt Nam là vui, người nước ngoài thấy nhóc luôn. Mình gọi là gặp là tay bắt mặt mừng liền. Tay bắt mặt mừng các bạn hiền hiền này liền. Wow, cái bé này sao nó có chút ép vậy ta, nó có chút ép luôn á. Rồi còn lại 7.000+ đúng không, và đây sẽ là tuyệt kỹ của Snapper, xuất chiêu. Yeah, còn hồi được máu nữa. Ba ở 2 ngôi sao vàng và chúng ta đã phải bị bốc hơi với thành viên Beast đến từ tem bạn. Cay đắng dễ sợ chưa.
Wow, còn lại 9.700 và chắc có lẽ là mình sẽ hốt luôn nha. Sunny level 35. Oh my god, lại là tuyệt chiêu quýnh 3 con một lượt nữa. Làm như là tem bạn rất là khoái cái chiêu này hay sao đấy. Thấy đứa nào cũng xài. Chạy vô, trời ơi nguy hiểm quá các bạn ơi, mình còn muốn bạn có 5k hả? Rung tim. Em bị rung tim mấy anh ơi. Và bây giờ tuyệt chiêu Lightstar sẽ hạ được bé Sunny. Sunny nhỏ bé Victory. À, đang làm nhiệm vụ đó, mình chạy vô mình giải quyết cái nhiệm vụ này cái đã. Xong nhiệm vụ rồi, bây giờ trả nhiệm vụ nè. Trả nhiệm vụ thu hoạch 8.000. 8.000. Trời ơi. Có nhiêu đây chừng nào mới được 8.000. À đủ rồi. Nguyên trong Les 2 trận nữa, bắt giờ bắt vô Les đánh tiếp. Quánh cái gì mà quánh hoài vô men. Ok và các bạn ơi, video này cũng khá là dài rồi. Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn đã theo dõi video nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.